ียเอกทานเนี่ยเออแกร้านเกียร์ไทยเนี่ยน้องนายมาสแลมบอกก็บีเดียวเลยเจนตายบอกก็หลายวัยเฮงควายอ๋อแล้วเราเวงก็สแตนดาร์ดว่าหางออนอ๋อแค่หางมาลูกจื้อก็ là chủ ông chủ á này hay là gọi là chủ của hãng này nè là Costello. Bây giờ thì ông đó ông không có làm trong cái hãng quay này nữa, rồi ông bán chai đó rồi không biết, rồi xong rồi ông qua ông làm một cái quay khác, đó là quay Rua, đó quay Rua đó. Ê, đó thì ông sẽ ra ông từ năm 2014 hay sao đó ông sẽ làm ông ra ông làm ra cái quay Rua này, nhưng mà hơi tệ, nhưng mà cái công thức mà làm cái quay này thì nó vẫn không thay đổi gì hết và vẫn được mọi người ưa chuộng. Hôm nay mình nhập những cái qua loại quay này nè, hãng On với lại mask của hãng On nữa, là mask Rua luôn. Thì hôm nay mình sẽ nhìn qua cái loại quay Goldstander này. Thì bây giờ cái hũ trước đi ha, cái hũ nhựa này nè, bên ngoài nó y chang như cái hũ ISO HD luôn, y chang luôn, chẳng khác gì, như một vậy, là như một luôn. Cái hũ này với lại cái hũ này là gì? Y chang nhau luôn, không biết là nó cùng công ty làm hũ không nữa. Rồi cái seal của nó thì cũng khá là đẹp, cái hũ này không đẹp nha, hũ này không có đẹp. Rồi có tem độc quyền bởi công ty Nutri, rồi có tem của hãng On luôn, cái tem seal này của hãng On luôn, cũng khá là chất, khá chất nha các bạn, thấy chưa? Rồi mình cào ra rồi mình check, nó có mã vạch ở đây nữa, nó lộn có cái mã QR ở đây nữa, cái seal của nó có cái này nó cũng khá là hay nè. Rồi đó thì do công ty Nuki, nếu mà ai cần thì có thể PM liên hệ mình nha. Giá của nó là đâu đó khoảng 1 triệu 4 á, hơn 1 triệu 4 một xíu á, giá này là hơn 1 triệu 4 xíu nha, hay là cái thành phần xíu nữa mình sẽ coi kỹ lại, hơn 2 triệu 4 một xíu luôn, cộng thêm 1 triệu thì bình này gấp đôi khối lượng bình cái hộp này, nhưng mà giá thì nó chỉ hơn 1 triệu thôi. Rồi giá thì nó hơn 1 triệu so với lại cái hũ này nha các bạn. Rồi bây giờ mình để đại đây đi, mình đã làm bình 4,5 kg nè, 149 serving. Để dưới đây nè, mình để cho nó kệ đây rồi mình coi thành phần nó sau. Rồi tiếp tục mình sẽ coi thành phần của nó. Thì trên tay mình đây, tên của nó là Whey Gold Standard, nó ghi là Whey Protein Isolate Primary Salt. Thì mình hiểu nó là sao, hiểu nó là đó là cái nguồn chủ yếu ở trong cái whey này nè, cái nguồn chủ yếu của nó là whey isolate, tức là ngoài isolate ra nó còn những cái loại whey khác nữa, thì đây đích thực là whey blend. Nó ghi tiếng Anh rồi, cái phần này nó ghi tiếng Anh đầy đủ này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay gần lại cho bạn coi nha, gần cho bạn coi cận nó luôn. Ok, bây giờ mình sẽ quay gần cho bạn coi nè, đó cái tên tụi nó nè, thấy rồi đúng không? Rồi bây giờ coi thành phần của nó ghi mạnh mẽ phía trước luôn. À, cái này vị double rich chocolate, tức là vị chocolate mà nó kiểu nó mặn mà. Thì nó có một cái loại khác nữa, chứ là milk chocolate, nó là sữa sô cô la. Còn này là sô cô la mà sô cô la mạnh mẽ luôn. À, nói chung là sô cô la một cách đậm đà luôn. Rồi hộp này là 74 serving. Thì bạn biết rồi đó, Rowan kia kìa. Đó, Rowan kia kìa. Thì 76 serving. Nó cũng 2 kg, nó cũng 5 LB như vậy luôn. Đây nè, này 5 bao nè. 2 kg 3 gần 2 kg 3, thì cái 76 serving này 74, thì cái này nó sẽ mình nhìn thấy nó sẽ không tinh khiết bằng rồi. Nó 25-24 gram protein, 5,5 gram BCA, 4 gram glutamine. Còn ở Rua thì 6 gram hay sao á, hình như là 4 gram glutamine, 6 gram BCA và 25 gram protein. Thì thành phần của nó đây các bạn, 34, này là gần ná ná như giống y chang luôn, giống y chang như cái Rowan mà bị sô cô la luôn các bạn. Đây mình có đây sẵn luôn một gói Rowan, thì nó y chang luôn, 34,4 gram bột, thì 120 calo, này có 110 calo à. Rowan rất là hay cái phần này, mình sẽ làm video so sánh sau nha. Thì
thì mình cứ biết sơ sơ vậy được rồi. 10g cholesterol, hoạt động 10% cholesterol, số này tương đối hơi cao nha. 3g carbohydrate, 24g protein thôi. Chứ thành phần này thì nó không tốt lắm. Nó tốt cho mình, nó không to so với lại những loại whey mà tinh khiết khác thì nó không bằng. Rồi calorie from fat là 10 à, có 1g fat bạn ơi, có 1g fat à, số này được nha. Có 8% canxi cũng ổn á. Cái này thì nói chung ăn biết rồi thì nó bổ sung protein. Thì ngoài bữa ăn ra mà mình không, trong các bữa ăn mà mình không dùng á, không đủ, không bổ sung đủ protein thì mình nạp vô thôi. Này kiểu đại khái là nó ghi như vậy. Rồi cách dùng của nó thì bỏ vào shaker rồi lắc 250ml hoặc là 300ml. Nói chung là nó ghi vậy rất là bình thường. À, cái này ghi là những cái điểm mạnh của whey nè. Nó ghi thì whey do cái loại whey này nó rất là nó tương đối là xa xưa. Nó truyền thống. Nó thuyền thoại mà, cho nên người ta ghi ra nó cũng khá là gọi là sao ta, ghi ra đầy đủ á, là hiểu nó sẽ ghi ra đầy đủ luôn. Chúng tôi có cho bạn 24g protein để build muscle trong mỗi lần dùng. Hãng on thì khỏi đi rồi la 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 la. À này cũng đáng để coi nè, thì nó ghi ra chi tiết cái amino acid, thành phần amino acid nè. Thì cái bảng đầu tiên, à đây cột đầu tiên là EA, tức là những amino acid thiết yếu của nó, thì nó ghi ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì nó có 3 cái là thuộc nhóm BCA nè. Thì nó bảo là khoảng 11g một amino acid mà gọi là có điều kiện, thiết yếu có điều kiện thì 7,7g. Thì cộng những số này là sẽ là 24g. Nhưng mà cái loại amino acid này không thiết yếu nè thì 50,3g, thì nó là cái thành phần ít nhất trong cái đám này. Đó thì trong whey protein cái hũ bây giờ, cái loại whey protein nào thì cái thành phần non amino acid này nó cũng sẽ là ít nhất, rồi cái thành phần essential amino acid này sẽ là nhiều nhất. Còn cái này ở giữa thì đúng rồi, vậy là cái phần EA sẽ là nhiều nhất, nó chiếm đâu đó gần một nửa, hoặc là có khi là hơn một nửa. Nói chung là khoảng một nửa của protein á. Thì bây giờ những cái số này đọc thêm cho nó vui nè. Thì ở đây của nó là 79% protein, có lượng protein, tức là cái ratio các bạn, tức là cho ra ví dụ như cái hũ này là 30,4g trên một serving size thì nó sẽ cho ra 24g protein. Thì nó ghi là whey protein isolate, nó ghi tắt là WPI, whey protein isolate nha, là thành phần chủ yếu. Whey protein micro form whey protein isolate ultra filter concentrate. Đó thì nó sẽ có một chút xíu của whey concentrate. Rồi trên 4g glutamine trên mỗi lần dùng. Rồi cái chất lượng gold standard, tiêu chuẩn vàng á, cái này là giống như tiêu chuẩn vàng của nó hồi xưa giờ. Rồi đây là sản phẩm thật, để xác nhận sản phẩm thật. Rồi những thông tin về sản phẩm để đảm bảo sản phẩm thật của nó. Thì nó có mã QR ở đây, vậy thôi. Rồi nói chung whey này thì nó truyền thống, nó thuộc đẳng cấp, nhưng mà đẳng cấp của nó hồi xưa. Bây giờ thì nó so với lại những loại whey khác thì nó khá là khiêm tốn. Nếu mà ai cần sự uy tín của nó thì cũng có thể là lựa chọn. Thành phần của nó không ok lắm, tức là nó khá là ok nha, mà chứ không phải là nó dở nha. Nhưng đổi lại thì uy tín của nó hồi xưa giờ rất là cao, do là có ông Costello. Ông Costello hiện giờ đang làm whey Ruan đó, hãng On nè. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, và một video trên tay whey Gold Standard, 100% whey Gold Standard của hãng On, whey truyền thống, whey huyền thoại. Thì video đến đây xin kết thúc. Các bạn có thể là liên hệ Zalo ở đây, hoặc là subscribe để biết thêm, subscribe để xem những video tiếp theo nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha.